lâu ăn để hồi tưởng quá khứ được. Giờ nhiều chọn quá nè, nên có nhiều khi các bạn ít thấy các bạn xuất hiện, nhưng mà các bạn lâu ăn cũng được, cũng vui, ăn về nghĩ về hồi xưa ngon á, đáng để một vé trở về tuổi thơ. Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh review hình của mình nha. Thì trong series cái loại mì gói mình đã review của bạn, thì có một loại mì gói mà rất là nổi tiếng với tất cả chúng ta. Mà phải nói đầu tiên đó chính là loại mì gói huyền thoại, đó là mì gói hai con tơ mà gọi mì đi kết á. Đó, một cái mì mà gọi là dạng một cái nhân tố mì đầu tiên Việt Nam mà rất là có sức ảnh hưởng đối với giới trẻ, nhất là sinh viên. Đó, ngon bổ rẻ nha. Ok, mình sẽ đi bán này cho bạn xem nha. Mình gói mì đi kết hai con tôm nha. Ok, ở nhà đây cận cảnh cái gói mì nha bạn. Mì đi kết rất là huyền thoại, mì hai con tôm. Mì này là em biết rồi. Gần 30 năm trước mình đã ăn cái mì này, rất là tuổi thời đó rất là lâu mà nha. Nhỏ xíu mình đã ăn rồi mà. Hai con tôm huyền thoại. Trời, mì này mà ăn không cũng ngon nữa bạn. Đây nè. Thương hiệu này nổi tiếng quá ha. Mì đi kết nè. Này của Colusa đó, bán cái này thôi đủ lời, không mà bán nhiều, bán mỗi cái sản phẩm thôi là đủ lời. Này đơn giản như sử dụng cho mì, đổ gia vị vào tô cho nước sôi và chờ 3 phút là ăn thôi nha, rất là đơn giản luôn. Bridget, công ty cổ phần lương thực Colusa sống tốt mình vẫn nhận cái mì này bạn. Rất đơn giản, giá tiền dạ lên hồi xưa là mấy chục năm trước là có mấy trăm đồng, mà 200 đồng một gói, sau rồi lên 500, lên 1000, lên 2000, 3000, 4000, lên từ từ. Này không, có mì ở ngoài là giấy nhưng mà nó vẫn có bình lông trong mình nha, chứ không phải giấy không. Đây, này là mì chiên nha. Món mì cứu sống bao nhiêu là thế hệ, chứ đơn giản một cái gói gia vị thôi, không cần nhiều. Đó, cực kỳ đơn giản luôn, bạn không cũng được. Giờ đổ xôi vô bạn nha. Rồi giờ đóng gói xôi vô nè, rồi mình sẽ chờ 3 phút thôi, các bạn cho ít thôi nha, đừng nhiều. Đó, ít thì nó sẽ đậm đà nha. Rồi, để hấp lại 3 phút nha. Ok, đã 3 phút vô qua các bạn ơi, bây giờ mình sẽ mở ra nha. Ta 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 ta. Rồi, nở rồi nha. Đây, mình sẽ đảo đều lên. Đây, sẽ thử nha. Món mì huyền thoại của chúng ta đây cả nhà ơi, món mì hầu như là chắc ai cũng đã từng trong đời ăn một lần rồi nha, đúng không ạ? Chăng là chỉ biết cái là mì gói. Sư phụ có các loại mì gói Việt Nam. Đây, thử nha. Cái nước thì chắc cũng vậy, bao nhiêu năm, mấy chục năm vẫn vậy quá. Thử miếng nè. Nó đơn giản là chỉ có muối, tiêu, bột ngọt, hạt nêm hả các bạn. Nhưng mà rất là đậm đà nha, rất là nổi tiếng. Nó xíu bột mà nêm tôm á, bên hải sản các bạn. Tức là cái bột tôm mà nó xay nhuyễn ra cho tạo cái vị hải sản. Mì tôm mà không thấy con tôm nào nổi tiếng nữa này nha, mấy hàng con tôm. Rồi mình mời cả nhà ăn thử miếng nha. Muốn như xưa bạn, sợi mì đi dai, có cái độ mặn rất là khá là mặn mà. Tại vì cái mì này đặc trưng đó là có cái mì rất là, cái sợi mì rất khá là mặn. Tại vì nó nêm trong cái sợi mì á, nó muối khá nhiều để các bạn dễ ăn các bạn. Chứ lạc quá cũng khó ăn. Nói chung mì này đa số là nó hơi mặn mặn để mọi người có thể ăn dễ ăn á. Nó ăn không cũng được, ăn mặn các bạn. Nước thì rất là mặn mặn các bạn nha. Nó khác đặc biệt, nó đặc trưng của dòng này, nước cũng mặn mà mì cũng mặn. Mặn mặn nhưng mà có bột ngọt, nêm cũng dễ ăn. Mà ăn nhiều này, cái này thì hồi xưa thì nghĩ ăn không sao, mà giờ nghĩ lại ăn nhiều này cũng không tốt bằng nha. Nhất là mì không chiên, thứ hai là mặn quá nhiều, dễ huyết áp bạn. Đó, lâu ăn thì được, ăn để hồi tưởng về quá khứ, hồi xưa một thời quẩy banh nóc. Đi chơi học mày nọ, đi đâu cũng thấy cái mì này, không có nhiều lựa chọn. Mì này là good cho trong mọi trường hợp luôn mà, ngon bổ rẻ, dễ ăn. Nói chung bây giờ vẫn vậy luôn nha. Sẽ mì dai, mặn mặn, nước cũng mặn mặn luôn, con cũng đậm đà. Nói chung là đậm đà, nếu mà nói mặn hay hơi quá mà nó đậm đà đi ha. Cái mì nó hơi mặn còn nước thì đậm đà, đó, dễ ăn nha. Lâu ăn để hồi tưởng quá khứ được. Giờ nhiều lựa chọn quá nè, nên có nhiều khi các bạn ít thấy cái mì xuất hiện, nhưng mà các bạn lâu ăn cũng được, cũng vui, ăn về nghĩ về hồi xưa nha. Good luôn nha, ngon á.
đáng để một vé trở về tuổi thơ. Ok bên nhà, thì đây là cái mì huyền thoại, nó đúng nghĩa là huyền thoại legend đúng không bạn? Nó còn chứa hảo hảo nữa đó, thật kỳ lâu. Đó là món mì này, những bạn nào mà như 8x nha, là biết món mì này rất là ít rồi, hồi nhỏ luôn mà. Nó hồi mà chưa có nhiều lựa chọn, bây giờ món mì này là best. Đi ăn chơi, đi học, đi làm gì đó cũng có ăn cái mì này rất là ngon. Là cái dòng mì dễ dàng biết nhất là độ mặn rất là cao, mì cũng mặn, rồi cái nước cũng hơi mặn, nước đậm đà đi, cũng hơi mặn xíu thôi. Xưa thì không á, luộc này bỏ trứng gà vô ăn đơn giản là ngon nha, tại nó đậm đà, trứng gà vô là tuyệt vời. Muốn luôn bỏ thêm cà chua nữa. Món mì tuổi thơ nha, món này không cần người review nữa, nói chung là một huyền thoại rồi. Vậy cả nhà nha.